chào các bạn, mình đã trở lại rồi đây. Và video hôm nay thì mình sẽ cùng nhau thử nhuộm tóc bằng cà phê. Mình thấy có rất là nhiều bạn chia sẻ cách nhuộm tóc này, nhưng mà mình cũng không biết là thật hư nó có hiệu quả hay không. Nên là hôm nay mình sẽ làm cái video này để kiểm chứng cho các bạn cùng xem nha. Nếu như cái cách nhuộm tóc này nó thực sự hiệu quả và thành công thì mình nghĩ là sẽ rất là nhiều bạn thích cái cách nhuộm tóc này, vì nó rất là đơn giản và dễ thực hiện, các bạn có thể làm tại nhà bất cứ lúc nào. Tuy nhiên thì nó hơi tốn thời gian một chút thôi. Thay vì mình phải sử dụng các loại thuốc nhuộm tẩy thì mình sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như thế này thì nó sẽ tốt cho tóc của mình hơn. Hiện tại tóc mình gồm 3 phần, ở trên là phần tóc đen tự nhiên, phần giữa là nhuộm nâu và phần đuôi tóc sẽ là phần tóc tẩy mình nhuộm màu xanh khói. Mình sẽ nhuộm cả 3 phần tóc để kiểm chứng luôn. Để nhuộm tóc thì mình cần có một ly cà phê không đường, không đá, không sữa, không có bất cứ cái gì khác ngoài cà phê đen nguyên chất. Rất là thơm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu pha chế. Cho vào đây kem xả dưỡng tóc. Khi đó thì cái cà phê này nó sẽ đặc lại. Khi bôi lên trên tóc thì nó sẽ bám được chắc hơn. Thay vì sử dụng cà phê nước như thế này thì nó sẽ rất là lỏng và mau trôi. Thực ra thì mình thấy là cái cách này nó khá là tốn kém chứ không hề tiết kiệm đâu nha. 2 ly cà phê là hết 30k rồi. Thêm một lượng rất là nhiều kem xả vào trong này để cái hỗn hợp này có thể hơi đặc lại. Khá là tốn kém đó. Khi trộn xong thì nó sẽ hơi lợn cợn như thế này. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu nhuộm tóc nha. Dùng một chiếc khăn thật to để tràn qua cổ, tránh trường hợp khi nhuộm sẽ làm bẩn áo của mình. Ok, và bây giờ mình sẽ dùng cái hỗn hợp này để nhuộm tóc. Mình cần có một cái muỗng để có thể múc cái hỗn hợp này và cho lên trên tóc, vì nó khá là lỏng á, cho nên là cần có một cái gì đó có thể đựng được nó. Bôi hỗn hợp đều lên trên tóc thật kỹ để cho nó có thể thấm vào sâu trong từng sợi tóc. Thì cái này nó khá là lỏng cho nên mình nhúng cái tóc vào trong này luôn để nhuộm cho nó nhanh. Mình sẽ nhuộm toàn bộ tóc của mình gồm 3 phần tóc đen tự nhiên, tóc nâu và cả phần tóc tẩy để cho các bạn có thể thấy rõ được cái độ lên màu. Sau khi bôi đều hỗn hợp lên trên tóc thì bây giờ mình sẽ ủ khoảng 1 tiếng đồng hồ và đợi kết quả xem nó sẽ như thế nào nha. Bây giờ thì hai tay của mình đều đã dơ hết cả rồi. Sau 1 tiếng đồng hồ chờ đợi thì bây giờ mình sẽ đi xả tóc để xem kết quả như thế nào. Cái khăn của mình đã bị bẩn hết rồi. Xả sạch rồi tóc vẫn rất là thơm mùi cà phê và rất là mềm mượt. Dùng máy sấy để tóc khô nhanh hơn. Và bây giờ lúc công bố kết quả, mình thật sự không ngờ là nó vượt ngoài mong đợi của mình. Mái tóc không hề lên màu tí xíu nào cả. Không hề luôn đó các bạn. Đúng là một cú lừa mà. Là mình tốn hết 2 ly cà phê và một đống kem xả của mình. Trời ơi, tiếc quá đi. Game over. Mình thật sự không cam tâm. Cho nên video tiếp theo mình sẽ tiếp tục thực hiện nhuộm tóc bằng những nguyên liệu tự nhiên. Và đó là gì thì mời các bạn cùng xem những video sau sẽ rõ. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem video, và nếu thấy hay thì hãy cho mình một like, share và subscribe để ủng hộ cho mình đó nha. Đừng quên địa chỉ Facebook của mình là Nhung Nam. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.